Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm Pinata Party. Benny Bersui cũng sắp có một cái map mới rồi, cái trò chơi mới. Chúng ta có thêm cây dép, con zombie dép cốt Cherizer và một nhiều loại nữa. Mình cũng không nói nổi đâu, mình mới nghe lắm. Hôm nay chúng ta chơi con Blamerang. Cá biệt hả? Nghe không rõ cho lắm. Ui, đây chúng ta một phát la phút là chết hết mấy bọn zombie hải âu, mới gọi là zombie hải âu. Cái con zombie kia nó bị bất động kìa, đông quá. Giờ anh dưới nguy hiểm. Ôi nguy hiểm quá. Thôi mình chơi khó vãi luôn á. Đây là cái Pinata đầu tiên khó. Nếu có chơi con gì mạnh hơn một chút đi, mình còn đánh thắng. Cái này nó còn chơi cho mấy cây, hai cây yếu lắm. Hai cây này thì mình đánh giá là rất là yếu. Rồi xong rồi đây. Khô muốn chết luôn. Nhưng dù sao thì hôm nay video của mình đến đây cũng hết rồi. Wow.